Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ hai, là ngày đầu tuần, em ráng cố gắng chăm ngoan, hy vọng ngày nào chúng ta cũng cố gắng chăm ngoan quý vị nha. Ngày 10 tới tháng 7 năm 2023, chúc quý vị một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Thôi rồi chú Bảy ơi, tổng thống của đất nước Mỹ rầm rộ bị các đồng minh thân cận phản đối kịch liệt vì cái điều này sau khi chú Bảy đưa ra cái quyết định. Nội dung thứ hai, Trung Cộng ồ ạt phô trương vũ lực khi mà bà Janet Yellen đến Bắc Kinh. Nội dung thứ ba, một máy bay rơi trên bầu trời của tiểu bang California, tất cả các hành khách trên máy bay tử vong, vì sao, tại sao? Và nội dung cuối cùng liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, Nga cai cú khi mà biết được Ukraine tấn công cầu Crimea. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới Mỹ, Trung Cộng và Đài Loan. Đây là quý vị, sau khi bà Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen của đất nước Mỹ đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập, gặp Thủ tướng của Trung Cộng để làm gì? Nhiệm vụ của bà ta đến nơi này là để hàn gắn những cái xích mích giữa chính quyền chú Bảy và ông Tập trong thời gian vừa qua. Nhưng thật sự cái nhiệm vụ chính là đến đây để năn nỉ cầu cứu ông Tập cứu lấy cái nền kinh tế của đất nước Mỹ dưới chính quyền chú Bảy. Ok, thì sau khi bà này bà đến đây thì đùng một cái, vào ngày hôm qua quân đội Trung Cộng đưa 13 chiến đấu cơ ồ ạt trên không gian áp sát vào không phận của eo biển Đài Loan. Còn ở bên dưới 6 chiến hạm, những cái chiến hạm này nó mang theo những cái tên lửa hành trình đó quý vị nhé, ồ ạt xung vào cái vùng biển, bao dây vùng biển của Đài Loan trong 24 giờ vừa qua, kể từ khi bà Janet Yellen này đến nơi này. Thì theo như các nhà chính trị gia cho biết là những cái hành động này là Trung Cộng muốn phô trương vũ lực với Mỹ và nhân cái dịp này để gửi một cái thông điệp đến Đài Loan là ê, không có thằng nào cứu mày đâu nha, bây giờ Mỹ nó đang ở đây nó năn nỉ tao nè, à mày thấy gì chưa đó, nôm na là như vậy đó quý vị. Thì đây cũng là một cái điều mà làm cho eo biển Đài Loan, người dân Đài Loan ăn không ngon, ngủ không yên. Bộ Quốc phòng Đài Loan phải tung ra những cái hệ thống quả tiễn đối đất sẵn sàng để ứng phó trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Và Đài Loan cũng cho biết là có 43 Trung Cộng, bao gồm 2 chiến đấu cơ Su-30 và 1 máy bay trinh thám BGK-005 đã ồ ạt bay vào không phận của Đài Loan. Gây cấn quá quý vị ơi. Thì sau khi mà ông Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh để mà làm một cái thương vụ, đó là buôn Đài Loan để cho Trung Cộng nó túm lấy, thì bây giờ Trung Cộng nó hung hăng quá rồi. Đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái chuyện tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì vào ngày hôm qua, cuối cùng thì sao, Bộ Ngoại giao Nga đã la làng la sớm và cai cú khi mà biết được là Ukraine đã tấn công làm nổ cây cầu Crimea hồi cách đây mấy tháng. Đây là một cái có thể nói là tượng trưng cho sức mạnh của chú Buri, cái niềm tự hào của chú Buri. Sau khi chiếm được cái bán đảo Crimea, chú Buri đã xây dựng một cái cây cầu nó liền từ bán đảo này đến đất liền của đất nước Nga. Nhưng trong thời gian vừa qua thì quý vị nghe đó, cái cây cầu Crimea này nó bị nổ và bị gãy vân vân và vân vân. Cuối cùng thì vào ngày hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine bà Anna Maria cho biết là Kiev đã thực hiện cái vụ tấn công vào cái cây cầu Crimea vào mùa thu năm 2022, tức là cách đây mấy tháng. Và sau khi chú Buri biết được cái điều này, chú phản ứng gay gắt và chú nói Ukraine đã khủng bố nước chú. Vậy thì chú quánh nước Ukraine trong một năm mấy vừa qua, vậy thì là cái gì? Chú quánh người ta thì ok, chú không phải là khủng bố, nhưng người ta phản công
người ta coi như coi như tự vệ thì chúng nó là người ta khủng bố. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Rầm rộ các đồng minh của Mỹ vào ngày hôm qua đã phản đối chú Bảy kịch liệt vì chú Bảy đã đưa ra một cái quyết định. Quyết định đó là gửi những cái bom chùm cho Ukraine. Đây quý vị nghe kỹ nha. Các đồng minh thân cận của Mỹ đã lên tiếng phản đối rầm rộ những cái hành động của Washington khi mà quyết định gửi những cái bom chùm cho Ukraine. Và cái bom chùm này đã bị 120 quốc gia trên cái thế giới nó cấm trong cái thời gian vừa qua rồi quý vị nha. Thì theo cái đài BBC cho biết, quyết định gửi bom chùm của Mỹ cho Ukraine đã bị một số quốc gia đồng minh thân cận của Washington lên tiếng phản đối rầm rộ. Chúng tôi không ủng hộ cái việc sử dụng bom chùm. Đó là những gì mà Ottawa, Canada đã lên tiếng phản đối. Ok, rồi bên cạnh đó thì thủ tướng của nước Anh cũng không đồng ý với những gì mà chú Bảy đưa ra. No, cái việc mà sử dụng bom chùm này đó là nó nguy hại cho người dân thường trong tương lai. Tại vì khi mà phóng ra cả chùm thì trong cả chùm này có nhiều viên nó nổ, nhiều viên nó không nổ. Sau này khi cuộc chiến kết thúc, người dân đi lỡ đạp lên cái nó nổ, hoặc là cuốc đất cài đất đụng nó cái nó nổ đó. Thành ra Anh cũng không ủng hộ. Rồi kế đến thì Tây Ban Nha cũng vậy. Cái bà Margarita tuyên bố là không ủng hộ cái quyết định gửi bom chùm cho Ukraine của Mỹ. Ok, Tây Ban Nha cho dù là có cam kết hỗ trợ cho Ukraine, nhưng hỗ trợ những cái khác đi, đừng có hỗ trợ bom chùm. Đó là những gì mà Tây Ban Nha cũng đã phản đối. Nó nôm na là chính quyền của chú Bảy bị phản đối kịch liệt đó quý vị nha. Rồi bên cạnh đó thì vào ngày hôm qua, trên cái bầu trời của tiểu bang California, một chiếc máy bay nhỏ chở 6 người nó đã bị rơi và nổ tan tành xí quách, làm cho 6 người ở trên này, trên máy bay á, nó đã bị coi như là tử vong hết quý vị ơi. Đang nói tự nhiên cái laptop nó hết pin, cái đèn nó tối thùi luôn. Thôi kệ, lỡ nói rồi nói luôn quý vị nha. Và đây cũng là một cái thông tin buồn cho người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Không biết chuyện gì xảy ra mà trong thời gian vừa qua rất là nhiều tai nạn trên cái đất nước Mỹ này. Rồi tệ nạn xã hội, rồi xả súng rầm rộ trong suốt thời gian vừa qua dưới cái chính quyền của chú Bảy, bên cạnh cái chuyện kinh tế lận đận lao đao đó quý vị nha. Rồi sau vài phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, con này bị cái laptop nó hành rồi quý vị ơi, chắc một chút xíu phải đi mua cái laptop mới quá. Tôi này sorry quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báo để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chỉ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Have a good day. Thank you.